Rồi em chào anh cửa hàng xe máy Khánh Phép xin chào mọi người nha. Nay em lên con Phu 2, giá rẻ bèo nhèo cho anh em mới tập chơi nha. Con này hình thức xe của nó thì có gớt đầu rồi. Em xem thì có gớt đầu rồi nha. Nhưng mà người ta vô lại ống tán nó hơi khéo, không có dấu dặn anh em dòm rất là khó biết nha. Tại vì mình bán thì theo cái lương tâm mình thì mình nói rõ cho anh em chơi vậy đó. Tại nhiều khi cái này mà anh em nào mà mới biết chơi xe thì giờ cũng không ra nổi đâu. Em bán thì cũng có sao, nó vậy thôi. Cái nồi này em thấy cũng có dấu mỡ, nhưng mà thấy cái nồi vẫn còn đá cạnh nè. Em nghĩ chắc nồi nó chưa có làm ha. Nó máy giữa chưa trẻ đâu. Áo sống đồ nguyên zin theo xe ha. Hai con mắt nhanh này thì theo năm tháng thì nó bị ố với vàng đó. Anh em nào không thích thì mua thay, mua thay cái khác, không có nhiêu tiền đâu. Giá đèn đầu zin theo xe nè, này không nhiêu tiền nữa, cặp này không có nhiêu tiền đâu, cỡ quá chừng cỡ 70-80 trăm ngàn đổ lại. Sơn bạc zin nha đó, sơn bạc zin, ốc tán thì còn vàng vàng, căm còn vàng nè, căm còn vàng ha. Dành thì có thay anh em ơi, dành thì có thay, dành là Goshi rồi. Phu 2 này dành kinh đó là dành thái là Siam Goshi nha. Dành này thay dành hãng mới, nó dành Goshi. Tại đi người ta thay mình khỏi thay, tại vì xe cổ quá sợ tới giờ nó một mẹo nó công đó. Nó bô bọng rồi còn ghim theo xe là đẹp nè ha. Nó bô đồ không một lường không bọng gì thôi. Nó bô ghim là lường không một. Co bô em có sơn lại nè đó, em lấy nước sơn tốt, sơn chịu nhiệt, sơn tốt em sơn lại cho anh em luôn ha, nhìn cho nó đẹp chút xíu. Đây ốc lên máy thì theo em giờ mà sớm giờ thì không có dấu dặn ha, không có dấu dặn, không dấu mở luôn nha. Nồi thì còn đá cạch cạch luôn, để em test cho anh em nha. Bình hơi yếu á. Thấy không, anh em nghe tiếng nồi nó giả rồi. Thế mà đó đó, xe nồi nó chạy cạch cạch hai cái luôn luôn chưa. Yeah. Áo sống ghim theo xe nè, thì cũng có chạy chốc nhẹ nhẹ tới 5 tháng chứ dễ không. Nó sơn bạc lóc đồ ghim nha, sơn bạc lóc đồ ghim theo xe. Cẳng đầu kia không có sơn bắn đều lại ha, để có sơn combo một bọng đồ cũng đẹp, sáng đẹp. Máy ấm quá, máy ấm hiểm mà không có vũ đuôi vũ bọng gì hết. Đây giá công khai luôn, 16 năm bao luôn hồ sơ nha, bao luôn hồ sơ luôn, quá ok. Khói bọng gì luôn nha. Bao anh em test luôn, không khói bọng gì hết. Đồng hồ đồ cũng đẹp, đăng ký đồng hồ đồ đẹp, không có bờ găng nứt gì hết. Để coi dành sao còn không. Trước thì có thay dành này, ở trước thì có thay dành Goshi rồi, căm thì còn á. Rồi em làm chi tiết con Phu 2 giá rẻ mèo nhèo tới đây thôi ha. Anh em có cần thêm chi tiết ảnh gì đó thì cứ inbox Zalo với em ha, hoặc cứ alo trực tiếp số điện thoại của em là 0961 374 375. Tên Trường nha cả nhà. Đó, có gì em tư vấn kỹ lưỡng cho anh em hơn. Đó. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại anh em các clip sau nha, bye bye.